Con đã đi về đây, con hỏi làm ở đâu, điện cho ba biết đi. Con mình ba, ba cũng mệt lắm. Ủa anh ơi, ba cũng đuối lắm con. Rồi giờ con ở đó không bằng con cho bà nội với ba mẹ con ấy biết chỗ đó đó gì đó thằng mà tôi nói gửi gắm cho là đồ cho cô nó thằng nó về nhà cô nó lấy nó bằng Hay con là cô Tư của Nhi, nó là trong giấy tên Nguyễn Thu Lan, ở ngoài nó tên Nhi, nhưng mà cô Tư nói với Nhi gì nè, con đi đâu làm á, con muốn đi làm á, cô Tư không có ép. Giờ ba với mẹ với bà nội vậy đó, ở dưới quê á con đi vậy, giờ bà nội với ba mẹ con khóc vậy, thôi giờ con làm ở đâu con cứ điện ngay vậy đi, ừ giờ con làm ở đó cho bà nội với ba mẹ con biết đi Nhi, với cô Tư đi chỗ con làm đi, nếu mà quần áo ba mẹ con gửi ra cho con lỡ cô Tư lấy không có bắt con gì đâu, con đừng có sợ, còn không có tiền ăn uống thì con cứ lại ngay cô Tư đưa cho con, để ba mẹ con đi tìm kiếm con hoài khóc chẳng hạn, con điện về một cuốc đi, cô Tư nói cho ba mẹ con là không có bắt con gì nữa đâu, con đừng có sợ yên chí đi, cô Tư nói với con vậy, con có coi cái clip này thì con cũng điện về cho ba mẹ hay đi với bà nội hay đi con, chứ để ba với mẹ với bà nội con khóc hoài Nhi ơi, con làm sao con chịu nổi cái cảnh này, con không coi cái clip này á thì con cũng điện về liền đi. Dạ rồi, con xin phép chào đại gia đình nhà mình ha. Dạ rồi, thì hôm nay cô cùng với lại anh chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì ạ? À? Dạ, con xin phép chuyện trò với cô trước ha. Dạ vâng, thì con xin phép là cô cho con cũng như tất cả quý cô chú anh chị được biết cô tên là gì và đến từ đâu. Con mời cô. Tôi tên Lý Thị Chiều, Dạ. là tôi ở An Giang với chú, Dạ. rồi mất cháu thì lên đây nghe nói chú Hải là lên đây nhờ chú Hải kiếm giùm, bị gia đình cũng khổ quá à, Dạ. mần mướn hàng ngày không có đủ ăn, Dạ. rồi ba nó đi mần mướn người ta về chắc nó mất tiêu. Dạ. Là hôm nay cô là từ An Giang về Bình Dương để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, đó là tìm cháu nội đúng không ạ? Cháu nội hay cháu ngoại? Cái nào ấy á. Cháu nội, dạ rồi. Thì em xin phép chào chị. Chị có Em thể giới thiệu chị tên là gì? dạ em tên Nguyễn Thị Tính, em Dạ. năm nay sinh năm 1988. Dạ. Dạ rồi có hoàn cảnh thằng em này con nó cũng đi làm mướn, hoàn cảnh cũng khó khăn anh, là nhà Dạ. cũng chưa có ở luôn, Dạ. rồi vì khu dân cư là ở đậu của ông anh thôi, Dạ. rồi thì vợ chồng nó cũng đi làm mướn hàng ngày, rồi con nó Dạ. bỏ đi vậy, Dạ. rồi cũng nghe hiệp sĩ anh Hải này nè giúp cũng đi tìm cháu, rồi cũng thấy cũng mấy đó lên mạng cũng nhiều người, Dạ. thành ra em cũng chỉ bà già đến đây em Dạ. cũng nhờ mấy anh với anh Hải đồ cũng giúp tìm cháu nó giùm. Dạ. Là chị là cô, Dạ là cô ruột em đúng là không? cô ruột nó, nhưng cô thứ tư chị của ba nó. Dạ rồi. Dạ Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ rồi, em chào anh trai. Dạ Là anh trai là ba đúng không ạ? Anh đúng. trai có thể giới thiệu cho cô chú anh chị được biết anh trai tên là gì? Dạ em Nguyễn Nhân Hay, Anh đến từ An Giang. An Giang ha. Lên đây. Còn chị ngồi kế bên là vợ anh đúng không ạ? Dạ rồi, thì em xin phép được chuyện trò với anh trai cũng như với chị ha. Cô ơi, con xin phép được chuyện trò với hai con của cô trước nha. Dạ rồi, thì anh trai, con gái nhà mình họ tên là gì? Nguyễn Thị Thu Lan ở Bé trong giấy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. 14 tuổi. Giờ nó tuổi Sửu. Dạ. Bé còn đi học không? Giờ nghỉ anh. Bé học hết lớp mấy là nghỉ? Dạ lớp 6. Hết lớp 6 ha. Thì xong mà nó chút sửa lên lớp 7 đó mà không có tiền đóng tiền học cho nó, rồi tôi nó nghỉ, gia đình khổ quá rồi tôi nó nghỉ. Nhà anh được mấy người con? Dạ bốn. Bốn người con. Có hai đứa Và này nhỏ. dạ Dạ rồi bé bỏ đi là thứ mấy? thứ hai Bé bé đầu, dạ bé chị đầu cả đúng chị không ạ? hai đúng rồi. Vậy là chị cả là phải nghỉ học, học hết lớp 6 là phải nghỉ Dạ vì lý do lý là do điều kiện gia đình khó khăn. khó khăn. Dạ Anh trai làm công việc gì? đi làm hồ, vợ của anh bị tai nạn cái em không làm Ôi được gì hết, ôi, làm hồ quê không em làm hồ trên Bình Dương này, ha. rồi em bị tai nạn rồi em mới về quê, Dạ. em không làm được gì hết, rồi em về dưới là ai kêu em đi mần cỏ em đi mần, rồi em đứng đợi con nhỏ lớn ở đó, nhỏ này nè đang ở nhà với hai đứa nhỏ Chữ em. với em nó Tức là ở quê là ai mướn gì mình làm cái nấy đúng không ạ? làm nhẹ nhẹ thì làm được, còn em làm không được. Dạ. Bé nhà mình bỏ đi cụ thể là ngày bao nhiêu? Dạ hôm qua 5 giờ mấy. Ngày hôm qua. Dạ
con nhà mình đi thì có đem theo phương tiện quần áo gì không? Dạ không. Rồi nó đi, nó có thằng em nó nói chị đi đâu cũng nói đi vô trống tiếp nội bán đồ. Rồi cái quay ngang cái đi vô trống nó hỏi bà nội ơi, chị có vô đây không? Bà mẹ mới nói nó có vô đây đâu. Rồi đang bán đồ cái hắt đầu bỏ cho nó có người chở nó đi. Có người chở đi. Dạ. Thường thường bé ở nhà thì bản thân anh làm cha cũng như chị làm mẹ thì có la dày gì bé không? Dạ không. Có đánh đập gì không? À, không có đánh đập nó vậy cho á. Không ha. À, bé có... nhà mình ngoan không? À, cũng ngoan. Nói vậy nè, con ai con ở nhà con giữ em dùng cho ba để ba đi làm. Cái ba mặn nặng không được, bây giờ ba mặn chuyện nhẹ nhẹ, có ai kêu được ba làm, còn không có là thôi. Bây giờ có người ta kêu em đi nhổ cỏ rồi đó. Dạ. Kêu nó ở nhà mới lãnh vợ, cho vợ đi làm tiếp. Dạ. Tức là bản thân anh chị không có la dày gì hết. Không la dày gì hết, kêu nó mà giữ em nó thôi. Rồi cái đâu mà không biết nhắn tin hay gì, không biết có ai đã rước nó đi rồi này. Dạ. Hay. Bé nhà mình có thường xuyên sử dụng điện thoại không? Thì có. Liên tục không ạ? Không, như là cái đó là như là anh lấy cách đi, anh lấy tiền. Bé có hay lên chơi TikTok, Facebook gì không? Chơi các trang mạng xã hội không? Dạ, cái đó không biết có chơi hay không, cái đó em không biết. Anh không biết ha? Dạ. Anh có thấy biết. Con gái nhà mình có hay nhắn tin gọi điện cho người khác không? Cái đó em đi làm muốn người ta, với có khi em mệt quá em cũng để ý nữa anh ơi. Dạ. Tức là tất cả các cái mối quan hệ bạn bè của con nhà mình trên mạng cũng như ở ngoài là bản thân anh đâu có biết được đúng không? Dạ đúng rồi, với em không biết chữ nữa. Dạ, không em biết chữ ha. Không biết luôn anh. Và lần này con nhà mình đi thì bản thân anh nghi ngờ con nhà mình đi vì lý do gì? Lý do là anh sợ người ta dụ nó thôi. Dụ ở ngoài hay trên mạng? Cái đó em không gần luôn, không biết ngoài ha. Dạ. Khi con mình đi thì có thấy ai tới nhà đón gì không, rước không? Có người rước nó đi đó, mà ở xóm nó có nhỏ 30 tuổi nó nói có người thì chở con ông đi. Tôi đứng đâu rồi dòng họ bên ông. Nhưng mà người đó là cha hay gái? Người nói là gái. Gái ha. À, cái tướng thì đứng gái. Mà không biết bình mặt cái chân là cái thằng nhóc nó nhìn không rõ. Nó nói là nhìn tướng đứng gái. Đi ngày hôm qua là ngày 28 đúng không ạ? Dạ. Hôm nay là 29. Dạ. Thì sau ngày hôm nay trên Bình Dương mà anh về An Giang á, thì anh tới cơ quan chức năng ở khu vực anh sinh sống trình báo sự việc. Dạ. Đúng rồi, anh có tới chưa? Dạ tới rồi anh. Nhưng mà bên công an có tiếp nhận chưa? Dạ tiếp nhận rồi. Tiếp nhận rồi đúng không ạ? Dạ, dạ. Dạ rồi. Em xin phép được chuyện trò với bà xã của anh ha. Dạ dạ. Dạ rồi em chào chị. Dạ chị cho phép em xin phép được hỏi cho chị họ tên là gì? Dạ là chị cũng ở An Giang luôn ha. Thì chị có bổ sung thêm cái chi tiết thông tin gì về con gái nhà mình lần này bỏ đi không? Em bỏ đi em cũng biết, giờ vậy bỏ đi cũng biết. Thường thường ở nhà chị là mẹ chị, chị có hay tâm sự to nhỏ gì với con không? Em cũng có thêm cái chuyện đó lắm. Ít khi ha, chị làm công việc gì? Chị cũng làm mướn mà. Là ai thuê gì làm nấy đúng không ạ? Tức là cả hai vợ chồng cứ ai thuê gì làm nấy, cuộc sống ở quê ít có thời gian mình dành để mình quan tâm con đúng không? Đi mằng về thì về được lục lục lo hai nhỏ. Bốn đứa con, thường thường con gái nhà mình ở nhà giữ em. Dạ. Giữ em biết nấu ăn, con nấu ăn được không? Nấu biết nấu ăn nữa. Chưa biết nấu ăn nữa. Sẵn không mà. Sẵn để nhà chạy đuổi ăn. Ở nhà chủ yếu là chăm em, quét nhà quét cửa, lau nhà ha. Dạ. Chăm em cũng rất cực đấy, không đùa đâu. Dạ, đúng rồi. Bé còn nhỏ mà bé ở nhà biết chăm em được là giỏi. Con trai ngoan nha, con trai ngoan để chú làm việc nha. Con trai ơi nhìn chú nè, ngoan nha, ngoan để chú tìm chị về cho con nha, ngoan nào. Hay là cô chị á, chị bế bé ra ngoài được không? Nhá. Không chịu em. Không chịu hả? Tại nó lạ, tại không có gặp thường xuyên. À vậy hả? Dạ rồi thì theo như chị lần này con gái nhà mình bỏ đi vì lý do gì? Chị nghi ngờ nhất điều gì? Sợ nó nghe lời bạn bè hay gì trên mạng gì cũng. Chị có la dày gì con không? Dạ không. Không hả? Dạ. Có bao giờ con gái nhà mình than phiền cuộc sống là nhà mình nghèo khổ quá mà con muốn đi làm để kiếm tiền không? Có không ạ? Cái đó thì cũng có mà tại là bé nói với gia đình. Đúng rồi, hay con nhỏ không dám cho đi xa. Đấy. Đúng rồi, bé còn nhỏ mà cha mẹ nào muốn con phải đi vất vả, thà cha mẹ khổ, cha mẹ vất vả chứ không để con cái khổ.
Đúng không ạ? Dạ đúng. Nếu mà bé đủ 18 tuổi thì mình cho đi làm được. Dạ đúng. Còn bé 14 tuổi thì đã biết gì đâu. Dạ. Dạ rồi, thì qua cái sự việc và cái thông tin mà gia đình nhà mình vừa cung cấp và vừa chia sẻ ấy, thì cái khả năng cao là con gái nhà mình đã bị dụ dỗ qua mạng xã hội. Dạ. Đó là theo sự dự đoán của em thôi. Dạ. Chứ em chưa có khẳng định và chưa chắc chắn. Dạ. Thì trong thời gian vừa qua có rất nhiều vụ việc các em còn tuổi đời còn rất nhỏ, 13, 14, 15 tuổi, chơi các trang mạng xã hội và rồi bị các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ, cám dỗ qua các trang mạng xã hội. Nhiều em đã gặp rất nhiều cái kết chát đắng và cũng rất nhiều em thì cũng rất là may mắn đã quay trở về một cách an toàn. Hy vọng rằng lần này con gái nhà mình sẽ không rơi vào những cái trường hợp đó. Hy vọng con gái nhà mình quen các bạn trên mạng và đang ở đâu đó quanh quần An Giang hoặc là khu vực Đông Nam Bộ, những tỉnh lân cận gần thôi ha. Nhưng anh nó có viết mấy thư lại. À, có viết thư ạ. Dạ, dạ. Em không biết chữ anh. Ủa, chị có mang lá thư đến đây không? Không, nó ghi trong lá thư, nó kêu hóa là mẹ nhà được hai em. À. Nó để ra lên hủ dầu một này, nó đi làm. Tức là có viết lá thư để lại, đúng không ạ? Chăm hai em, con đi làm thủ dầu một. Dạ. Đó, nghe qua câu chuyện thông tin từ đầu là em đã đoán được rồi. Đoán được rằng là bé vì hoàn cảnh gia đình, nhà đông con, bố mẹ không có tiền, đi làm vất vả nên mà chắc chắn rằng bé sẽ đi kiếm việc làm. Nếu bé may mắn thì không sao, còn xui rủi bé mà gặp các cái đối tượng lừa đảo, răng bẫy, cám dỗ thì khả năng bé sẽ bị đưa vào làm những công việc không lành mạnh. Anh biết công việc không lành mạnh là công việc gì chưa? Ví dụ như karaoke, massage, kích dục, trá hình, quán bia ô, đó là những công việc không lành mạnh, những công việc vi phạm với pháp luật. Tại vì con gái nhà mình là con gái, đặc biệt bé 14 tuổi, bé dễ bị sa ngã, dễ bị cám dỗ, dễ bị các đối tượng lừa đảo. Nó nói nó hôm qua nó viết cái thư là vậy, em không biết chữ, vợ em mới đọc rồi vậy đó, em mới tranh thủ em đi khi ra. Mà nghe được cái, những cái lời của con viết thư lại thì bản thân anh chị lúc đó như thế nào? Lo lắm, tôi không có đồng nào chứ. Đi không sức đồng, tại vì chết đồ dính lên. Đau không ạ? Đau rất đau đúng không ạ? Sốc không ạ? Rất hoang mang, rất lo lắng. Con gái nhà mình từ trước tới giờ đã đi ra khỏi quê bao giờ chưa? Dạ, như nó cũng có lên đây mà công ty hết lần à. Đi là đi với cha mẹ đúng không? Dạ, đi cha mẹ với ông bà. Dạ. Rồi. Lúc ba bị tai nạn như đây về quê luôn. Lúc đó là luôn được cha mẹ, ông bà, gia đình bảo bọc, đúng không ạ? Đúng anh. Và hiện tại thì cái giờ phút này con gái nhà mình đang ở bên ngoài, không có một người thân nào hết. Không có người thân nào nữa hết. Gia đình nhà mình, em biết bây giờ hiện tại gia đình nhà mình rất là hoang mang và lo lắng. Không biết con gái nhà mình từ hôm qua cho tới hôm nay làm gì, ở đâu, ăn uống như thế nào. Đúng anh. Mà bên ngoài xã hội thì rất là nhiều cám bẫy và cạm dỗ. Thì trên cái video này trước tiên thì anh trai có điều gì muốn tâm sự với con gái của mình không? Em mời anh nói đi để con xem được quay trở về. Nói anh á, như con em muốn đi làm ở nơi nào em không biết, nhưng mà nó bỏ đi vậy nó không cho em hay á, em không biết đi đâu em phải đi kiếm. Bây giờ nó muốn làm ở đâu á, cho em biết cái điện em đi. Nó ba ơi, con đi, con bỏ nhận đi, giờ con đi lên Bình Dương hả, ở đâu đó. Được, chị bỏ đó. Rồi anh cứ chia sẻ tiếp đi ha. Nói ba ơi, điện về em nói thiệt với anh luôn. Bây giờ kêu nó ba ơi, ba yên tâm đi. Bây giờ con lên đi con làm rồi. Nó không có đem đồ đạc thì theo cho nó bộ đồ dính da à. Anh có cái tâm sự tình cảm của một người cha dành cho một con như thế nào thì em mời anh chia sẻ để bé xem, bé nghe được để bé quay về. Anh nói. Giờ em nói anh á, gọi tên con ra đi. Con ơi, con đã đi về đây, con hãy làm ở đâu, điện cho ba biết đi. Con mình ba cũng mệt lắm. Ủa anh ơi, ba cũng đuối lắm con. Con muốn làm ở nơi nào đó, điện cho ba đi. Rất là thương. Bà nội có điều gì muốn nói với cháu nội không? Bà nội nói đi. Dạ, tôi cũng muốn tôi gặp cháu tôi rồi giờ con ở đó thằng bằng
con cho bà nội với ba mẹ con ấy biết chỗ đó đó gì đó, thằng mà tôi nói gửi gắm cho là đồ cho cô nó, thằng nó về nhà cô nó lấy nó bằng. Bà nội gọi tên cháu mình ra đi, nói chuyện với cháu mình ra đi bà nội. Dạ, kêu tên đó hả cháu? Dạ. Dạ, nó tên con Nguyễn Thị Lan. Dạ. Bây giờ cái đó trong giấy kêu nó ở ngoài đi, kêu tên Nhi. Kêu nó ở ngoài á thì nó tên Nhi, còn dạ. Tên Thu Lan. Dạ, thì bà nội có dạ. Tình cảm gì với lại Nhi, bé Nhi á, bà nội nói thì để cho cháu nó xem được nó về, bà nội dạ. Nói thôi ha. Vậy tôi muốn để cho cháu nó đi cho biết là mẹ cha nó với tôi bà nội cho biết là cháu nó ở đó nó bằng vậy vậy đó. Dạ. Tặng cho ba nó với mẹ nó dạ. Yên tâm, với mẹ nội nó yên tâm. Dạ. Rồi giờ gửi đồ cho cô nó đây nè, giờ dạ. Nó lên nó có bằng á thì nó lên lấy quần áo dạ. Thì nó bằng. Cô có điều gì muốn nói với cháu không? Đây cô là cô Tư của Nhi. Nó là trong giấy tên Nguyễn Thu Lan, ở ngoài nó tên Nhi. Nhưng mà cô Tư nói với Nhi vậy nè, con đi đâu làm á, con muốn đi làm á, cô Tư không có ép. Giờ ba với mẹ với bà nội vậy đó, ở dưới quê á con đi vậy, giờ bà nội với ba mẹ con khóc vậy. Thôi giờ con làm ở đâu con cứ điện ngay vậy đi, ừ giờ con làm ở đó. Cho bà nội với ba mẹ con biết đi Nhi, với cô Tư. Đi chỗ con làm đi, nếu mà quần áo ba mẹ con gỡ ra cho con, lỡ cô Tư lấy, không có bắt con gì đâu, con đừng có sợ. Còn không có tiền ăn uống thì con cứ lại ngay cô Tư đưa cho con. Để ba mẹ con đi tìm kiếm con hoài khóc, chẳng hạn con điện về một cuốc đi. Cô Tư nói cho ba mẹ con là không có bắt con gì nữa đâu, con đừng có sợ yên chí đi. Cô Tư nói với con vậy, con có coi cái clip này. Thì con cũng điện về cho ba mẹ hay đi, với bà nội hay đi con. Chứ để ba mẹ với bà nội con khóc hoài, Nhi ơi con làm sao con chịu nổi cái cảnh này. Con cũng coi cái clip này á, thì con cũng điện về liền đi cho ông bà cha mẹ con biết đi, rồi con lại ngay cô Tư lấy quần áo mặc, tiền không có cô Tư đưa cho con xài. Dạ. Giờ em cũng có nói với giờ cô Tư nói với con nhiêu đó, thì con có coi cái clip này á thì con điện về nhà đi cha mẹ hay đi con. Dạ. Dạ rồi, thì cái sự việc của gia đình nhà mình thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức đăng tải cái video này lên trên các trang mạng xã hội cũng như đi tìm kiếm bên ngoài. Thì mong rằng gia đình nhà mình hết sức bình tĩnh. Nhi, nếu con có xem được cái clip này, video cả đại gia đình nhà con, bà nội, cha mẹ con, cô của con lên đây để nhờ các chú hiệp sĩ Bình Dương để mà đi tìm kiếm con, thì mong rằng con hãy sớm quay trở về nhà để đoàn tụ cùng với lại gia đình, cha mẹ, ông bà, để cho cha mẹ, ông bà đỡ lo. Còn con mà bị đi ra bên ngoài mà bị các cái đối tượng hoặc các cái anh chị nào mà cố tình giữ con, ép con làm những cái công việc không lành mạnh, thì con hãy tìm đủ mọi cách để liên lạc với các chú qua số điện thoại 0913785858. Các chú sẽ có cách và phương hướng, kế hoạch để mà đưa con quay trở về nhà một cách an toàn. Thì qua cái sự việc này thì gia đình nhà mình còn cái điều nào để chia sẻ nữa không? Hết rồi ha. Và thì em cũng có vài lời để mà nhắn gửi tới các anh chị nào hoặc là các cái đối tượng nào mà đang dụ dỗ bé hoặc cố tình ép bé, đưa bé đi làm những công việc không lành mạnh, thì hãy nhanh chóng thả bé về hoặc đưa bé quay trở về với gia đình. Còn nếu cố tình mà đưa bé đi làm, ép buộc bé làm những công việc vi phạm pháp luật, những công việc mà sai trái, thì cái khung hình phạt rất là nặng và sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Cơ hội cho các cái đối tượng hoặc anh chị nào đó đang giữ bé thì 1-2 ngày thôi. Còn nếu mà vẫn cố tình ngoan cố không chịu đưa bé về mà bắt ép bé làm những công việc không lành mạnh, thì tất cả mọi trách nhiệm sẽ chịu trước pháp luật. Dạ rồi, thì gia đình nhà mình khi mà về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ là hoàn toàn miễn phí. Nên gia đình nhà mình yên tâm ha. Và toàn bộ câu chuyện gia đình nhà mình vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng rồi. Nếu có gì sai trái, gia đình nhà mình chịu trách nhiệm trước pháp luật, có đồng ý không ạ? Dạ em đồng ý. Gia đình nhà mình có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ em đồng ý. Dạ, và video này sẽ không bao giờ gỡ xuống, gia đình nhà mình có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Dạ. Dạ rồi, thì con không biết nói gì hơn, thì chúc cho bà nội cũng như chúc cho đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và sớm nhận được tin vui, đó là con gái nhà mình bé Nhi, tên gọi ở ngoài, sẽ quay trở về nhà một ngày gần nhất và an toàn nhất. Thì anh trai thì em mong rằng anh cũng như chị là cha là mẹ thì cố gắng trong giai đoạn này giữ gìn sức khỏe để mà tiếp tục công việc, để còn lo cho các con. Hiện tại thì như anh và chị chia sẻ thì gia đình nhà mình đông con, 4 đứa con,
Đúng ạ. Mà công việc của anh chị thì thật sự thì rất là bấp bênh ha. Làm được đồng nào thì ăn hết đồng đấy, đúng không ạ? Đúng anh. Cuộc sống thì rất là khó khăn thì thôi thì cố gắng anh chị nha. Thì nếu mà cái video này đăng tải lên có cô chú nào đấy thương tình giúp đỡ gì đó thì mình biết ơn ha. Dạ, thì mình ở đây đội Yệp Sĩ với Thanh Hải là không có kêu gọi từ thiện. Thì chỉ những cái trường hợp khó khăn thì cô chú nào mà giúp đỡ được đồng nào hoặc là giúp đỡ được cái gì đó thì mình cảm ơn, mình mang ơn mình hai cái đó thôi ha. Dạ rồi, thì cuối video này em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ theo dõi đội Yệp Sĩ suốt chặng đường vừa qua. Em hy vọng rằng trong những ngày sắp tới và trong tương lai tới thì tất cả quý cô chú anh chị, những cái tình cảm của quý cô chú anh chị dành cho đội Yệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải trước sau như một, gia đội Yệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải luôn luôn mang ơn và luôn luôn ghi nhận. Xin chào quý cô chú anh chị, hẹn quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo.